Ok chào bạn, chúng ta sẽ đến với thủ Indo. Ở đây thì anh đang muốn chơi khai cuộc London System, hệ thống London. Đây mình sẽ vẫn chơi những cái bài quen thuộc, đó là lên tốt, lên tượng, đổi tượng, sau đó đẩy tốt lên B6, lên tượng và đổi nốt, đổi hai con tượng của trắng. Không ăn. Hiệp thành đã. Rồi, đổi nốt. Nhập thành. Lao mã lên. Ra xe. Ra xe. Lên hậu. Ok, có thể đen trắng muốn ghim mã. Mình lùi tượng về thì cũng chẳng làm gì. Ok, chưa làm gì. Lên tốt đấy. Đấy. Rồi, chúng ta thấy trắng muốn mở cột A cho xe. Ở đây đẩy xuống thì mình sẽ xem nào. Đuổi mã hay sao? Ăn luôn. Lên đấy. Có thấy là mình không lao mãi lên đây được, về thôi. Dí tốt lên. Làm việc. Vâng, đủ hết. Đây mình có lợi thế vì mình đã chiếm được cột mở này. Lên đấy. Ở đây thì hậu của trắng có thể chui xuống đây. Mình xuống cột mở trước đi. Rồi xuống hậu bắt tốt à.
mất tốt hoặc có thể xuống đây và đưa xe xuống, mất khá nhiều nước. Chiếu cái đã, làm thịt dí xuống. Rồi đây mình bỏ tốt này để hậu ăn sang. Chiếu xuống đấy. Chiếu tiếp đuổi hậu không được. Đổi xong thì trắng sẽ đưa xe ra bắt. Ăn đây thì trắng sẽ ăn đây. Cứ ăn đi. À. Thì đổi. Ra đây dí xuống vào vua, dí xuống vào vua quê. Rồi, không có nước chiếu này. Mình sẽ thịt luôn. Vâng, đó là một nước chịu thua. Chúng ta sẽ làm thêm ván 1 phút đi. Về làm gì? Ôi trời, chết rồi. Checkmate chứ.